Abstention. Trong bài phát biểu tại cuộc họp ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine ngày 22 tháng 3, Đại sứ Nga Nebenzia cho biết Moscow đã hoàn thành mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine. Với thực tế là lực lượng vũ trang Ukraine đã không chiến đấu bằng vũ khí của riêng mình trong một thời gian dài. Chúng tôi có thể nói rằng một mục tiêu khi Nga mở chiến dịch đặc biệt là phi quân sự hóa Ukraine đã hoàn thành, nhà ngoại giao Nga cho biết. Theo ông, Ukraine giờ đây đang dựa hoàn toàn vào nguồn cung từ NATO. Mặc dù vậy, ông cho rằng, ngay cả khi phương Tây buộc phải cung cấp thiết bị đắt tiền nhất ra mặt trận, các lực lượng vũ trang Nga vẫn tiếp tục phá hủy HIMARS, Abrams và Leopard. Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ tháng 2 năm 2022 với tuyên bố nhằm phi quân sự hóa, phi phát xít hóa quốc gia láng giềng. Sau hơn 2 năm, cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết rõ ràng, mặc dù Moscow đang chiếm ưu thế hơn trong bối cảnh Ukraine đang cạn kiệt nguồn nhân lực quân sự giữa lúc nguồn viện trợ từ phương Tây chậm lại. Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ sớm đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga và giành lại vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát. Trong khi Moscow nhiều lần nêu rõ, họ vẫn để ngỏ đàm phán hòa bình, nhưng nhấn mạnh Kiev cần chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea và 4 vùng mới sáp nhập vào năm 2022, bao gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk và Donetsk. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố sẽ không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Trong bài phát biểu ngày 22 tháng 3, ông Nebenzia cáo buộc phương Tây đã cản trở tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine và mong muốn Moscow phải chịu thất bại chiến lược. Đại sứ Nga cũng nhắc về phát ngôn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó ông bỏ ngỏ khả năng đưa quân tới Ukraine. Đại sứ Nga cho rằng tuyên bố trên rất đáng báo động. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine càng làm cho cuộc chiến kéo dài và gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng. Viễn cảnh cho một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn chưa rõ ràng khi các bên quá khác biệt về điều kiện tiên quyết để thương lượng. Một nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ từng tiết lộ cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tới Kiev và thuyết phục chính phủ của Tổng thống Ukraine Zelensky rút khỏi các cuộc đàm phán trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Tuy nhiên, ông Johnson cũng đã phủ nhận mọi vai trò trong việc này. Vào mùa thu năm 2022, Tổng thống Zelensky ban hành sắc lệnh cấm Ukraine tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với giới lãnh đạo hiện tại của Nga. Ông cũng đưa ra kế hoạch hòa bình của riêng mình, sau này được gọi là công thức của Zelensky. Kế hoạch này yêu cầu Nga rút lực lượng ra khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể tiến hành. Moscow coi kế hoạch này là vô lý và đổ lỗi cho Kiev cũng như những nước ủng hộ Ukraine ở phương Tây khi đã từ chối bất kỳ cuộc đối thoại có ý nghĩa. Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, cho biết Liên minh đã chuẩn bị cho kịch bản một cuộc đụng độ trực tiếp tiềm tàng với Nga. Đô đốc Bauer cho biết NATO đã ý thức được sự thay đổi trong tình hình an ninh năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Năm 2019, NATO bắt đầu thay đổi chiến lược phòng thủ, kế hoạch tác chiến và lực lượng cần thiết để thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan tới an ninh của tập thể. Chúng tôi, NATO, đã sẵn sàng cho kịch bản đối đầu với Nga hay chưa? Câu trả lời là có. Nhiệm vụ của NATO là chuẩn bị. Nếu điều này xảy ra hôm nay, bạn phải chiến đấu với những gì mình có. Đó luôn là sự kết hợp giữa việc sẵn sàng cho ngày hôm nay và cải thiện cơ hội cho tương lai. Ông Rob Bauer cho biết, khi được hỏi về sự sẵn sàng của NATO ở sườn phía đông, nơi tồn tại những mối đe dọa tiềm tàng nhất, ông cho biết Liên minh đã tăng cường sự hiện diện ở các nước vùng Baltic kể từ năm 2016, cũng như ở Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria kể từ khi chiến sự giữa Nga và Ukraine bùng phát. Chúng tôi hiện có 8 nhóm tác chiến như vậy. Mỗi nhóm có một tiểu đoàn và họ có thể kết hợp thành lữ đoàn nếu cần thiết. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu bổ sung, nhưng cho đến nay, nguồn lực như thế này là đủ, ông Bauer nói. Theo Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, tác chiến hiện đại sẽ có những chiến thuật mới, những cách đánh mới, ví dụ như tấn công mạng hoặc các cuộc tấn công vào không gian. Ông cảnh báo Nga cũng có thể sử dụng sức mạnh ở Bắc Cực, Tây Đại Tây Dương, Châu Phi, Địa Trung Hải và Biển Đen để gây thách thức cho NATO. Sẽ là không sáng suốt nếu chỉ tập trung vào sườn phía đông, bởi vì người Nga không chỉ ở đó. Họ có mặt ở khắp mọi nơi. Đó là lý do tại sao NATO tiếp tục theo dõi hành động của họ và phản ứng thích hợp nếu cần thiết, ông nhấn mạnh.
Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cũng tuyên bố rằng ông không lo ngại về viễn cảnh các mối đe dọa gia tăng từ Nga sau khi ông Putin tái đắc cử Tổng thống. Ông cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đã làm suy yếu nước Nga và việc bổ sung hiện đại hóa quân đội của nước này sẽ gặp nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Chúng ta có thể thấy rằng Nga có khả năng sản xuất số lượng lớn vũ khí, nhưng chất lượng của chúng giảm sút kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Họ có kế hoạch nhưng đang trong tình trạng chiến tranh nên họ sẽ cần nhiều thời gian. Điều đó là không dễ dàng đối với họ, ông cho biết. Ông Ruppower cũng bình luận về khả năng triển khai quân sự của bất kỳ quốc gia NATO nào ở Ukraine, nhấn mạnh rằng những quyết định như vậy ảnh hưởng đến lợi ích của tất cả đồng minh và do đó cần có sự tham vấn giữa các nước. Ngoài ra, ông Ruppower cũng cảnh báo các bên không nên bi quan quá mức về khả năng giành chiến thắng trong cuộc chiến của Ukraine và kêu gọi thế giới hỗ trợ thêm cho Kiev. Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 21 tháng 3, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết Ukraine đang cân nhắc về việc rút quân ra khỏi một số khu vực nhằm củng cố tuyến phòng thủ trong cuộc xung đột với Nga. Phó thư ký báo chí cho rằng Ukraine đang phải đối mặt với nhiều quyết định tương tự trong bối cảnh Mỹ không thể cung cấp thêm cho nước này nguồn viện trợ cần thiết cho đến khi Quốc hội thông qua các đề xuất hỗ trợ quân sự. Tình trạng không chắc chắn về cam kết viện trợ của Mỹ với Ukraine đã khiến các đồng minh ở châu Âu phải cố gắng lấp đầy khoảng trống. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đạn dược của lục địa già cũng đang vật lộn với khó khăn và chưa thể bắt kịp nhu cầu về vũ khí của Ukraine. Đầu tháng 2, Tổng tư lệnh mới của các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky cho biết quân đội nước này đã chuyển từ thế tấn công sang phòng thủ. Lầu Năm Góc cho biết quân đội Ukraine sẽ phải quyết định xem liệu họ có thể giữ những thị trấn nào cho đến khi Kiev nhận được viện trợ mới từ Mỹ. Lầu Năm Góc cũng tỏ ra quan ngại về những đột phá của quân đội Nga ở Ukraine trong thời gian gần đây khi đẩy lùi lực lượng của Kiev ở nhiều khu vực. Ukraine đã phải rút quân ra khỏi một số khu vực, trong đó có thành trì Avdiivka ở gần Donetsk. Kể từ thời điểm đó, Ukraine đã gặp rất nhiều khó khăn để tránh bị vây hãm trong bối cảnh lực lượng Nga tiến công từ nhiều hướng. Theo thông tin chưa được kiểm chứng từ phía Nga, chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm nay, quân đội Ukraine đã mất hơn 71.000 binh sĩ và hơn 11.000 đơn vị vũ khí khác nhau. Nước này cũng đã mất 4 xe tăng M1 Abrams, 5 xe tăng Leopard, 6 hệ thống pháo phản lực HIMARS và 5 tổ hợp phòng không Patriot.